Rồi, hello anh em. Mới về máy anh em ơi, nay chắc chung nhà mà tiệm hết chỗ chắc rồi. Nó chắc gì đâu mà nó cao dữ không biết. Rồi, nay về được 400 cây nữa nha anh em. Mới về được 400 cây. Máy gì bự dữ trời. Nó y chô gì đâu mà bự quá, ai đâu mà quả nổi. Bao hơi luôn. Mới về 400 cây nha anh em, về chuyến này toàn tình máy hệ, máy đẹp, máy VIP không à. Đó, đóng ở trong đây siêu hại nè nè. Ở quay cho anh em xem chơi ha. Anh em cần hàng gì thì liên hệ em. Đó, em bán lẻ chứ không có bán hàng chưa dọn bán sỉ nha anh em. Đó, còn anh em nào mà có khả năng mà ôm hết chừng 400 cây này đó, em sang ngang cái một luôn, em kiếm ly cà phê luôn á, thì cái đó thì em chơi ha. Chứ mà kêu mà soạn TL261 đưa anh giá thợ là không có đâu. Tại vì mấy cái hàng nó thiếu em bán nữa. Nè, TL261 VIP đây nè. Đỏ ao. Con này là con TU nè. Echo 260 về chiếc này quá trời 260 luôn. Ở 260 chiếc này là lên máy bán cho anh em rồi, cái giá là rẻ bèo luôn nè. Về quá trời nhiều. Trời ơi, TH26 hôm qua trước ai dặn mà quên rút ra mất tiêu, chiếc này nằm trong kẹt rồi. TL. Trong đây là TL TU Komatsu 2006. Rubin bự nữa nè. Đó. Cơm cánh bướm. Echo đầy cao nè. Đó, ra bóp zin luôn. Đó, Echo VIP nè anh em. Echo 265G chế 2 kim cho lật nè, con này siêu phẩm nha. Siêu đẹp luôn. Đó. Bữa hổm về 400 cây. Bữa nay về cũng tầm 400 nữa nghe nè. Nó về lia chia hết bởi vì bán cái giá mềm cho anh em. Cho nó chống bớt mới được quá trời. Nay hở ngoài hết cho chắc luôn nè, nay về tới nhà luôn. Chắc cao cũng đụng nóc nhà luôn. Đó. Được ít ba lô hết nè, ba lô hại không à. Mitsu TB33 nè, ba lô chiếc này cần nó cần câu à. Cơm 36 ly nè, cơm Mitsu 36 ly nè. Đó. Cơm 40 ly nè. Thấy không? 467 luôn, 40 ly. Chế hệ quanh rồi hai kim luôn. Đó. Cái này đâu láp nó đâu mất tiêu rồi ta. Máy rất là đẹp nghe nè. Đây, láp ở đây nè. Đó, cơm. Quá đẹp. Thấy không? Đó, cơm chế hại không nghe anh em, chế hại không nghe. Hai kim không á. Máy đẹp, cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn. Đó. Kiểu hồi kìa, chờ lật luôn nè. Thôi rồi thôi. Quá trời hơi. Echo 260 2006. Quá đẹp. Ở đây thì cơm có đề nè. Mấy con nó thiếu cần nè. Con này cũng là con cơm. Cơm là hai mấy đây. Không có số luôn rồi. Đó, Magu 26. Đẹp. Hơi quá hơi. Mitsubishi TB33 nè anh em ha. Cơm này cũng là cơm 3006 nè. Hơi quá hơi luôn. Đó, quá bự. Quá xịn sò. Đó, cặp cơm Mitsu quá dữ. Cơm Mitsu to nghe anh em. Đó, cơm Mitsu to ha. Ở bên đây thì hệ có tầm trung có nha. Đó, hệ Austin nè. Austin 2652 nè, VIP nè. Đó. Magu 26 nè. Còn xăng không? Bóp bị tiệt mà hết xăng rồi. Tanaka. Echo. Echo bự dữ trời. Trời ơi quá trời, chiếc này Echo bự rồi. Cơm đó nè anh em. Thấy không? Máy hệ chiếc này quá nhiều. Echo trợ lực. Ở dưới này cơm nữa nè. TL43 Trung Quốc nè. Đó. Mưa luôn anh em ơi. À đủ, núp ở đây TL261 VIP của người ta nữa nè. Đó anh em nè, nhìn cái máy, nhìn cái cộng dây giật mà hàng bãi về như vậy là anh em cũng đủ hiểu nó cái độ nó mới chất lượng cỡ nào ha. Đó, Magu 26 nè. Cơm đó, quá trời cơm rồi. Cứng ngắt luôn. Đây, hàng trong đây còn quay đầu trong đây nữa nè anh em. Đó thôi, không chui nha, chui hồi chắc đi ra không được rồi. Lỡ rồi chui vô luôn đi. Ở trong đây thì có 140 nè, máy đẹp quá mà bể áo rồi. Shingu 34 ly. Đó. Magu nữa là quá trời, Magu 26 luôn. 130 siêu VIP,
siêu đẹp luôn. Rồi thì anh em cần hàng gì thì cứ liên hệ em ha, đó có gửi Zalo cho anh em xem, anh em mình xem được thì anh em mình chốt, không được thì chờ clip ha. Clip thì em cũng lên hàng ngày tầm cỡ 6 giờ rưỡi chiều anh em mình vô chốt mua máy ha. Chắc clip này quay dắt chiều tối rồi, chắc có thể là sáng mai mới đăng clip này, hồi đăng clip dọn máy cho anh em. Ớt 26 VIP, ớt 26 rồi là VIP cực kỳ luôn, quá đẹp. Rồi thôi quay sơ lược cho anh em xem đi ha, đó anh em cần hàng gì thì cứ qua Zalo. Rồi bye bye anh em, hẹn gặp lại clip sau.